Dạ. Những giây phút khó khăn của các cầu thủ Singapore. Bây giờ thì họ sẽ phải đối mặt với một quả đá phạt. Rồi. Quay trở lại với tên nhớ rằng bên phía Indonesia có tới 9 cầu thủ đã ghi bàn. Họ cũng là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất từ vòng đấu bảng. Đã làm. Thẳng về phía khung thành bên phía đội tuyển Singapore từ một cự ly rất xa. Đang giống nhau. Bóng đã đi quá cao so với khung thành của Singapore. Nếu như là một cú treo bóng thì có lẽ sẽ tạo ra sự nguy hiểm hơn. Một tấn công của Singapore. Có lỗi hay không? Không có lỗi, chỉ có một quả phạt góc mà thôi. Asnawi, người đã theo kèm cho tình huống vừa rồi từ phía đội tuyển Indonesia, rất quyết liệt. Đó là một pha bóng chính xác của Asnawi, cầu thủ luôn thi đấu với một tinh thần rất máu lửa. Asnawi phát bóng lên cho cao thủ Indonesia. Đúng là Singapore đang gặp khó trong việc tiếp cận với khung thành của Indonesia. Lối chơi của họ đơn giản quá nên cũng dễ bắt bài của Huỳnh Văn Hiệp. Singapore chủ yếu sử dụng những đường truyền bóng bổng, trong khi đó tiền đạo của họ hôm nay không có Isfandi, một cầu thủ có thể hình tốt, thay vào đó là Richa, một cầu thủ có thể khiêm tốn hơn, rất dễ để cho hàng phòng ngự của Indonesia với Arianto hay là Rico phòng ngự thành công, đặc biệt là những tình huống tranh chấp bóng bổng. Singapore đang cần Ramri và Isfandi. Vậy là mình đã xong cái phần tình huống tấn công trung lộ. Giống như bàn thắng mà họ đã quân bình tỷ số ở trong trận bán kết lượt đi. Đã. Bây giờ tiếp theo nó sẽ tạo ra những sự bất ngờ dành cho hàng phòng ngự của Indonesia thay vì những đường năm chuyền dài tầm trung. Đó. Giống như cái phần phút đầu tiên nhưng không thể thành công. Ghi chưa? Muốn đi thì thầy trò huấn luyện viên Yoshida dẫn trước trong hiệp 1 vì đã có bàn thắng trong hiệp 2. Sai. Liệu lần này trận đấu lượt về này huấn luyện viên người Nhật Bản sẽ có những chiến thuật nào đây? Ewanga có cảm giác như trong trận đấu ngày hôm nay những quyết định của trọng tài chính đã vào là khá công tâm. Có những tình huống xử ghép với Indonesia dù cho Singapore đang thi đấu trên sân bóng quốc gia Singapore, sân nhà của họ. Trận của họ theo màn hình hơi với vâng các bạn có không Asnawi đầy tự tin. Tất cả các cầu thủ Indonesia đều đang thi đấu cực kỳ tự tin và hưng phấn cho đến lúc này. Đưa lên một phần em. Do vòng bán kết cũng không áp dụng bàn thắng trên sân khách, nên cơ hội thì vẫn còn dành cho. Rồi.
không được. Không nhìn thấy à? Không thấy luôn. Không đi nhỉ? Đây là một tình huống thoát ra vào lại thế nào? Khá con nét của các cầu thủ Singapore kể từ đầu trận.